Tiếp theo là một cái câu về lãi suất kép trong cái đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 của tỉnh Ninh Bình năm 2018-19 nhé. Cái này hơi khó một tẹo. Thì nhắc các anh lại cái đầu bài này. Vào ngày 15 hàng tháng thì ông An đến gửi tiết kiệm tại ngân hàng SHB số tiền 5 triệu đồng theo hình thức lãi kép với kỳ hạn 1 tháng. Lãi suất không đổi là 7,2% trên năm. Hỏi sau đúng 3 năm thì ông An thu về số tiền cả gốc và lãi là bao nhiêu? Chúng ta được phép làm tròn đến đơn vị nghìn đồng. Tức là cứ đều đặn ngày 15 hàng tháng thì ông An nó mới cầm 5 triệu ra ngân hàng mới gửi. Đấy. Thế vậy thì tháng nào cũng như tháng nào nhé. Và lãi suất được chốt định và kỳ hạn được tính là theo tháng. Nhưng mà lại biết là lãi suất thì lại là 7,2% trên năm. Thế hỏi là sau trọn 3 năm ông An ra ngân hàng mà không gửi nữa, tất toán tài khoản ngân hàng không gửi nữa, ông ấy thu cả vốn cả lãi về thì ông ấy thu được số tiền là bao nhiêu? Đấy. Thì ở trong cái đầu bài này có hai cái câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là kỳ hạn thì lại theo tháng. Nhưng mà thông số về lãi suất thì lại theo năm. Như vậy, vấn đề thứ nhất là chúng ta phải đổi lãi suất từ năm sang tháng. Thì có những cách đổi nào? Về mặt lý thuyết thì có hai cái cách đổi. Cái cách thứ nhất là lãi suất, ta giả vờ lãi suất theo tháng là r phần trăm đi, thì chúng ta sẽ có 1 cộng với r phần trăm mũ mấy, mũ 12, thì một năm có 12 tháng là thì bằng 7,2%. Giải phương trình này thì ta sẽ được r phần trăm là lãi suất theo tháng. Thế nhưng mà cái cách này nó làm hoàn quá, và người ta thường nó làm một cách đơn giản là lấy lãi suất theo năm, tức là cụ thể trong trường hợp này là 7,2% và chia cho 12, chia cho số tháng thì được bằng 7,2 mà chia cho 12, 6 12 về 2 đúng không? Thì được 0,6% đúng không nhỉ? 6 2 12 với 2 nhân 1, 6 1 là 6 nhân 1 là 7, chính xác. Đấy. Thì là 0,6% trên tháng nhé. Có hai cái cách này, nhưng trên thực tế thì người ta thường áp dụng cái cách này, và theo như cái quy của Việt Nam mình, cái này nó không phải chỉ là thói quen không đâu thôi đâu, mà nó còn liên quan đến câu chuyện quy định của pháp luật liên quan đến đến lĩnh vực ngân hàng và tài chính nữa nhá. Thì theo luật là lấy lãi suất theo 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 theo, theo năm chia cho 12 thì sẽ ra lãi suất theo theo tháng. Đấy. Còn tại sao lại có công thức trên? Công thức trên là bởi vì để đảm bảo là chúng ta gửi cùng số tiền như nhau, sau một năm thì gửi theo hình thức là theo năm hay là theo theo tháng thì nó ra một số tiền như nhau, trên vì có cái phương trình này. Nếu nó lằng ngoằng quá thì người ta ít khi dùng, với con số rất xấu, rất lẻ nhé. Đấy, nhớ là đổi lãi suất phần trăm từ năm sang tháng thì chúng ta lấy lãi suất của năm chia cho 12 thì sẽ ra lãi suất của tháng. Đấy là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện về công thức của nó. Thì nhớ công thức của cái này, đây cũng là một trong những bài toán cơ bản về 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 về, về lãi suất kép, và nó gặp khá nhiều trong thực tế đúng không? Nhưng mà nhớ công thức của nó thì cũng hơi khó, thật sự là nó hơi lằng ngoằng, trên nhiều khi lâu lâu ngày không động đến chúng ta có thể hơi quên. Thế thì khuyên là như thế này, em có thể tự mình thiết lập lại công thức, thì như thế mình sẽ làm chủ được công thức, và thi thoảng nếu ta hơi quên một chút thì ta không không không, không quá hoang mang nhé. Tất nhiên khi đi thi thì chúng ta không mong đợi những chuyện đó, nhưng mà nếu biết tự thiết lập lại công thức thì có những lúc chúng ta không nhớ đó, thì cái bài này chúng ta có thể dành về cuối, và chúng ta có thể dành vài 1 2 phút gì đó chúng ta có thể thiết lập lại được công thức của nó mà nhé. Thì bây giờ để cho mình cùng nhau thiết lập lại công thức này. Ở thời điểm ban đầu ông ấy gửi, ông An gửi là 0 tháng đúng không? Sau đó đến 1 tháng này, đến 2 tháng này, đến 3 tháng này, vân 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 đấy, cho đến tôi cứ thiết là công thức chung là n tháng đi, không nhất thiết cứ phải là không nhất thiết cứ phải là
3 năm, ta thiết lập công thức một cách tổng quát đã. Vậy thì giả vờ số tiền mà ông ta gửi là C đồng. Đấy. Và C đồng thì sau từ thời điểm gửi nhé, đến cái tháng đầu tiên là thời điểm chúng ta gửi lần đầu là C này. Thế thì cái số tiền này ấy, sau n tháng nó sẽ biến thành C nhân với 1 cộng với R phần trăm mũ n. Đấy. Lúc chúng ta gửi đây sau n tháng chúng ta mới nhận mà. Đấy. Thì cả vốn cả lãi do C đồng chúng ta gửi ở thời điểm ban đầu sẽ sinh ra bằng này. Thế thì đến sau đó 1 tháng ông ta lại đưa vào ngân hàng gửi C đồng. C đồng này được gửi cho đến tháng thứ N thì chúng ta mới rút về. Như vậy là số tiền ông ta gửi là bao nhiêu tháng? Là N trừ 1 tháng thôi. Vậy tổng cả vốn và lãi ông ta nhận về của cái số tiền này là C nhân với 1 cộng với R phần trăm mũ N trừ 1. Sau đó 2 tháng ông ta lại đến ngân hàng và gửi C đồng. Thì từ thời điểm 2 tháng cho đến N tháng thì ông ta đã gửi là N trừ đi 2 tháng. Có nghĩa là số tiền ông ta thu về là C nhân với 1 cộng với R phần trăm mũ N trừ đi 2. Tương tự như vậy, đến thời điểm 3 tháng ông ta lại gửi ngân hàng thì số tiền này sẽ nằm trong ngân hàng từ tháng thứ 3 cho đến tháng thứ N thì nằm trong ngân hàng tổng cộng là N trừ đi 3 tháng. Nên tổng số tiền chúng ta thu về sẽ là C nhân với 1 cộng với R phần trăm mũ mấy mũ N trừ 3 cộng với chấm 3 chấm cộng cho đến thời điểm nào? Cộng cho đến tháng thứ N trừ 1 ông ta lại gửi C đồng thì nó sẽ là C nhân với 1 cộng với R phần trăm mũ mấy mũ 1 thôi. Vì từ tháng thứ N trừ 1 cho đến tháng thứ N là ông ta cái số tiền này nó nằm trong ngân hàng có 1 tháng thôi thì cả vốn cả lãi của cái khoản gửi này chúng ta sẽ là. Như vậy thì cái bài toán này cũng chẳng khác gì như cái bài toán lãi suất kép. Chúng ta tổng của N cái bài toán lãi suất kép thôi. Đây là một bài toán lãi suất kép gửi trong N tháng, đây gửi trong N trừ 1 tháng, đây gửi trong N trừ 2 tháng, đây gửi trong N trừ 3 tháng. Đúng không? Còn đương nhiên đến tháng thứ N thì ông ta có đem gửi nữa không? Không, bên cái thời điểm đó ông ta gì? Ra ngân hàng để thu về thôi mà. Đấy. Thì bây giờ chúng ta xem là nó có cái gì hay hay đặc biệt ở đây nhá. Nó có quy luật là tất cả đều là C này, xong là nhân với 1 cộng R phần trăm này, tên mũ cứ giảm dần. Thế chúng ta biết đấy, đặt cái C ra ngoài cái đã. Bên trong là gì? 1 cộng với R phần trăm mũ N cộng với 1 cộng với R phần trăm mũ mấy? Mũ N trừ 1 cộng với chấm 3 chấm và cộng cho đến cuối cùng là 1 cộng với R phần trăm mũ 1. Được chưa? Thì đây nó chẳng khác gì như là nếu mà mình viết lộn ngược lại thứ tự thì mình sẽ dễ nhìn hơn. Về bản chất đây chính là cấp số nhân. Mình thêm 1 vào đi. 1 cộng với 1 cộng với R phần trăm. Đây, thầy viết cái này trước này. Xong rồi cộng với 1 cộng với, thầy viết cái mũ từ nhỏ đến từ nhỏ đến to cho nó dễ nhìn, mũ 2 cộng với chấm 3 chấm cộng cho đến 1 cộng với R phần trăm mũ N. Nếu mà ở đây thì cộng thêm 1 thì thầy lại phải trừ đi, chúng ta lại phải trừ tiếp đi 1. Thế mục đích cộng thêm 1 làm gì? Để cho cái đống từ 1 cho đến cái này nó chính là cấp số nhân với số hạng ban đầu U1 là bằng 1 và Q cũng bằng cứ số sau thì bằng số trước nhân với 1 cộng R phần trăm, đúng không? Vậy Q thì sẽ bằng 1 cộng với R phần trăm. Chúng ta cũng nhớ lại cái công thức của tổng N số hạng đầu tiên của các số nhân. Đấy, Sn bằng U1 nhân với gì nhỉ? 1 trừ đi Q mũ N chia cho 1 trừ Q. Được không? Đấy. Thế thì áp dụng vào đây. Để xóa bớt nhé, vì cái bảng này hẹp quá.
cái phần từ đây đến đây chúng ta sẽ được, nó sẽ tổng số tiền thu được ta sẽ bằng C này nhân với này trong cái ngoặc vuông này. U1 ở đây là bằng 1 nhân với 1 trừ quy mũ n, 1 trừ quy mũ n tức là 1 trừ đi quy là 1 cộng với r phần trăm mũ n chia cho 1 trừ quy tức là 1 trừ đi 1 trừ đi r phần trăm. Đấy. Rồi mình hạ cái trừ 1 này vào nữa. Trừ đi 1. Hết bằng C nhân đấy mình dọn gọn này. Ở đây là 1 trừ 1 thì hết. Còn lại là trừ r phần trăm. Người ta thường không thích để trừ r phần trăm thì người ta để lại như thế này. 1 cộng với r phần trăm mũ n trừ đi 1. Tất cả chia cho r phần trăm. Đúng không? Đấy. Đây đang có trừ r phần trăm thì mình đảo dấu của cái tử đi. Rồi trừ 1 nữa. Đấy, như thế là chúng ta thiết lập được cái công thức. Xong chưa? Sau khi thiết lập được cái công thức này rồi thì chúng ta áp dụng vào cái bài toán ta đang cần tính. Nó sẽ bằng gì? Thay số này. C chính là số tiền chúng ta gửi đều đặn sau mỗi tháng là 5 triệu đồng đúng không? 5 nhân với 10 mũ 6. Nhân với 1 cộng với r phần trăm lãi suất theo tháng vừa nãy ta tính được là 0,6% tất cả mũ mấy sau 3 năm à, sau đúng 3 năm, 3 năm là 3, 12, 30, 36 mũ 36 chia cho 0,6% rồi trừ đi 1. Đấy. Cái này thì em buộc em phải phải bấm máy tính thôi, thì thầy bấm sẵn máy tính nhá, bấm sẵn máy tính thì nó được xấp xỉ là 201 triệu 453 nghìn. 201 triệu 453 nghìn đấy, được làm tròn đến hàng nghìn mà, trên mấy cái số phía sau ta làm vo tròn thành 000 được chưa? Đấy. Thì mấy trăm đồng phía sau ta cắt đi. Như vậy là ta chọn đáp án là gì? B. Đấy. Nhớ là cái công thức này em cố gắng viết đi viết lại vài lần cho nó thuộc. Đấy. Sau đó thì ở những bài sau nếu nhớ được thì tốt, không nhớ được thì em lại chịu khó tự mình thiết lập lại vài ba lần, như thế thì em vừa nhớ được vừa có thể tự chủ cái công thức bằng cách là nếu bất đắc dĩ mà có quên thì hoàn toàn có thể dành ra 1-2 phút để thiết lập. Khi mà chúng ta đã gần thuộc công thức rồi, chúng ta chỉ quên tạm thời thôi, và chúng ta cũng đã tự mình thiết lập đi thiết lập lại được vài lần rồi, thì đến lúc nào đó mà bất đắc dĩ mình phải thiết lập lại thường là rất là nhanh nhé. Thì đây là một trong những công thức mà không gọi nó là khó, mà chính xác hơn là nó cứ hơi lằng nhằng. Rồi chúng ta kết thúc cái bài số 13.